Tuấn Nam xin gửi chào đến tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là đầy đủ các phiên bản khác nhau trên mẫu xe Yamaha Exciter phiên bản 105 VV của năm 2022. Và ngày hôm nay mình quay cận cảnh trực tiếp tại Yamaha Mạnh Đạt với địa chỉ ở đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, đối diện với chợ trung tâm thành phố các bạn nha. Đầy đủ các màu sắc khác nhau, và thông qua video ngày hôm nay, top 5 sẽ báo giá cụ thể gửi tới các bạn từng phiên bản một. Sau đó thì mình sẽ quay thêm một số những phiên bản 150 nữa để các bạn có thể nhìn ngắm trên những cái phiên bản 150 đó các bạn nha. Vẫn là được bán song song với những mẫu xe Exciter 105 này. Phiên bản Pontiac hiện tại các bạn đang theo dõi trên màn hình có giá bán hiện tại vào khoảng tầm là 50 triệu ở thời điểm này các bạn nha. Về cơ bản thì giá bán của dòng xe Yamaha Exciter là luôn ổn định và giữ giá trong thời điểm hiện tại. 50 triệu trong thời điểm này với phiên bản Pontiac. Phiên bản các bạn đang theo dõi kế bên đây là phiên bản là giới hạn kiệt tác nghệ thuật của đường phố, phiên bản màu xanh rêu quân đội, cũng có giá bán vào khoảng tầm từ 49 triệu đến 49 triệu 500. Báo giá rất cụ thể chi tiết các bạn nha. Giá bán mình báo các bạn thông qua video ngày hôm nay là đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Phiên bản màu xanh rêu, màu sắc quân đội rất đẹp. Với những bạn nào làm trong lực lượng vũ trang ấy, đi màu sắc này thì cực kỳ là xuyên tông luôn. Còn đây là phiên bản Monster Energy, một màu sắc của đua MotoGP các bạn đang theo dõi trên màn hình. Hiện tại phiên bản này có giá là 50 triệu ở thời điểm hiện tại. Giá bán mình báo đến các bạn ấy là đã trừ đi 1 triệu hỗ trợ từ đại lý, 1 triệu rưỡi hỗ trợ từ đại lý trong thời điểm từ mùng 1 tháng 8 của năm 2022. Giá bán hiện tại 50 triệu cho phiên bản này. Màu sắc cũng rất đẹp. Còn đây là phiên bản là kỷ niệm 60 năm của Lodo MotoGP này, các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Phiên bản này hiện tại cũng có giá bán tương đương 50 triệu trong thời điểm hiện tại các bạn nha. Hiện nay có một số phiên bản có giá rẻ hơn vào khoảng tầm 46 đến 47 triệu là phiên bản tiêu chuẩn, trang bị chìa khóa thường và không có cổng sạc, giống như những phiên bản cao cấp ở đây. Còn lại màu sắc thì khá là nhiều với đầy đủ các màu sắc khác nhau, giá vào khoảng tầm 46 đến 47 triệu. Về cơ bản thì trong thời điểm tháng 7 đến tháng 8 này, giá bán của dòng xe Exciter là ổn định, không rớt giá. Còn đây là phiên bản là màu trắng, cũng là phiên bản kiệt tác nghệ thuật của đường phố, giá bán hiện tại 49 triệu trong thời điểm này. 49 triệu các bạn nha. Các bạn sẽ có ngay một mẫu xe Exciter 105 trang bị van biến TNGA với những màu sắc cực kỳ trẻ trung, phong cách và đẹp. Còn cuối cùng đây là một phiên bản là MotoGP GP, phiên bản màu sắc xanh cực kỳ cuốn hút, lần đầu tiên xuất hiện cái màu sắc kiểu như thế này. Trước đây là màu xanh toàn bộ, nay được xen lẫn một số những màu tím than để tạo cảm giác mới mẻ hơn, giống như những mẫu xe như là mẫu xe R15 V4 các bạn có thể theo dõi rồi. Phiên bản này có giá 49 triệu 500 nghìn đồng với phiên bản màu xanh GP ở đây. Tiếp đến thì mình sẽ quay thêm gửi tới các bạn một số những phiên bản là 150. Hiện tại 150 giá bán tốt hơn một chút các bạn nha, dao động cho khoảng tầm từ 44 đến 46 triệu. 44 triệu cho một số những cái phiên bản màu sắc mà được ít được lựa chọn hơn. Ví dụ như những phiên bản là màu xanh này các bạn có thể theo dõi 44 đến 45 này. Còn những phiên bản màu đen nhám này, phiên bản là màu bạc này, hay là phiên bản có lên cho mình bộ tem của năm 2018 giới hạn, thì hiện nay giá bán của nó vào khoảng tầm 46 đến 47 triệu các bạn nha. Phiên bản màu sắc tem giới hạn sẽ có giá vào khoảng tầm 47 triệu. Còn phiên bản màu đen nhám này là giá 46 triệu trong thời điểm hiện tại. Đây các bạn có thể nhìn ngắm cho mình. 150 vẫn đang được sản xuất song song và bán đồng hành với phiên bản 155. Các bạn nào yêu thích muốn tìm mua hoàn toàn có thể đến với Yamaha Mạnh Đạt để lựa chọn cho mình với đầy đủ các phiên bản khác nhau. Khá là ok rồi với những phiên bản Exciter 150 ở đây. Còn khá nhiều hàng các bạn nha. Các bạn nào quan tâm muốn tìm mua hoàn toàn có thể lựa chọn trong thời điểm này. Đều là những phiên bản màu sắc giới hạn, đặc biệt là phiên bản đen nhám. Tem màu vàng đất giống như bên kia, tuy nhiên ấy đã được loại bỏ đi, thay thế vào đó là một bộ tem giới hạn của năm 2018 các bạn đang theo dõi. Bộ tem này đâu đó có giá vào khoảng tầm 1 triệu nữa thì giá bán nó sẽ chênh lên vào khoảng tầm là 46 đến 47 triệu, cụ thể là 47 triệu là chính xác hơn với phiên bản này. Rất đẹp không các bạn? Các bạn hoàn toàn có thể mua bộ tem để thay thế, vẫn đang còn bộ tem này các bạn nha. Các bạn nhìn ngắm ấy, với những mẫu xe Exciter huyền thoại trước đây rồi.
Đây là hai phiên bản giới hạn nữa, phiên bản màu xám xanh và phiên bản màu bạc đỏ cam. Giá bán đều có mức giá chung vào khoảng tầm là 46 triệu trong thời điểm này. 46 triệu cho mẫu xe Exciter 150. Về cơ bản ấy, phải nói một điều là kể cả sang tháng cô hồn thì giá bán của dòng xe Exciter vẫn giữ giá tương tự như vậy, nó không giảm những dòng xe của Honda trong thời điểm tháng 7 cô hồn này. Nên các bạn nào muốn quan tâm tìm mua thì các bạn cũng đã biết rồi. Mua trong thời điểm này thì nhiều bạn sẽ lăn tăn trong việc lựa chọn trong thời điểm này để có cho mình một mẫu xe ưng ý. Tuy nhiên ấy, thì với những cái mẫu xe Exciter ở đây, các bạn có thể chờ qua rằm tháng 7 các bạn mua hoàn toàn ok. Giá bán hiện tại 150 thì có giảm hơn so với những thời điểm trước đây là 46 đến 49, nay chỉ còn 44 đến 46 thôi. Còn Exciter 155 thì giá bán vẫn tương tự, đâu đó vào khoảng tầm từ 46 cho tới 50 triệu sau khi đã trừ đi toàn bộ với phiên bản Exciter 155. Rất cụ thể chi tiết các bạn nha. Với những bạn nào quan tâm có thể đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình. Đại lý Yamaha Mạnh Đạt với địa chỉ ở đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, đối diện với chợ trung tâm của thành phố. Còn với những bạn nào ấy mà muốn mua qua hỏi tư vấn cụ thể thì các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại của đại lý là 02133791688 sẽ được nhân viên của Yamaha Mạnh Đạt tư vấn cụ thể gửi tới các bạn về các mẫu xe, kể cả Exciter 150 đến Exciter 155. Và trong thời điểm hiện tại, nhiều bạn hỏi mình có nên lựa chọn mẫu xe này hay không thì giá bán hiện tại của nó đang khá là cao, nó vẫn luôn giữ giá ổn định thôi, so với giá bán đề xuất của hãng chỉ thấp hơn đôi chút so với giá bán đề xuất của hãng mà thôi. Với những phiên bản Exciter 155 ở đây các bạn đang theo dõi, đầy đủ các màu sắc khác nhau. Mình phải khẳng định một điều rằng Yamaha luôn tạo lên những màu sắc ấn tượng nổi bật để phù hợp với giới trẻ hơn so với hãng Honda. Kể cả khối động cơ của Yamaha cũng tốt hơn các bạn nha. Nó chỉ khác một điều ấy là các bạn sẽ có cho mình khối động cơ SOHC, còn Honda nó sẽ trang bị khối động cơ DOHC trên mẫu xe Winner X. SOHC nó sẽ phù hợp với đi phố nhiều hơn so với đi tour đi phượt trên mẫu xe như mẫu xe của Honda với động cơ là DOHC. Còn thêm vào nó nữa thì với những ai là fan trung thành của dòng xe Exciter, các bạn cũng đã hiểu rất rõ về dòng xe này rồi. Việc lựa chọn của nó cũng cực kỳ là ok và đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại. Và đó là một số những cái nội dung thông tin mà ngày hôm nay tôi đang muốn chia sẻ với các bạn thông qua video này về mẫu xe Exciter phiên bản 150 và phiên bản 155 trang bị van biến thiên VVA trong thời điểm tháng 8 dương lịch của năm 2022 và là cũng là cái thời điểm tháng 7 cô hồn, để với những bạn nào đang quan tâm các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Các đó do như này của mình, nếu các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa tôi lắm nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.